Sài Gòn là thiên đường của những hàng quán ăn vặt, đặc biệt là buôn bán vỉa hè. Trên những con phố tấp nập người qua lại, tại đầu con hẻm số 545 đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, có một xe cháo lòng lề đường được rất đông đúc người qua lại ưa thích hay ghé vào thưởng thức. Cháo lòng nơi đây là một cái xe đẩy mang thương hiệu cháo lòng 507, nằm ngay góc đường, xe cộ qua lại nhộn nhịp, đầy âm thanh ồn ào của phố thị. Khách ghé vào là cứ ngồi trên những chiếc ghế nhựa xanh xanh, đỏ đỏ ngay lề đường. Cứ thế mà ăn món cháo lòng một cách đầy hấp dẫn. Và no nê với tô cháo lòng, rồi thì đến uống ly trà đá đặt ngay trước xe đẩy cháo lòng. Xe cháo lòng được bài trí gọn gàng, ngăn nắp và không gian dù là buôn bán hè phố nhưng cực kỳ sạch sẽ, thông thoáng. Trên chiếc xe là một nồi cháo lòng to đùng với đầy huyết heo bên trong, lúc nào cũng nóng để sẵn sàng phục vụ khách. Trên cái tủ kính nhỏ nhỏ thì phía ngăn trên có chứa các nguyên liệu để làm món cháo lòng cực nhanh, gồm lòng, gan, dồi heo đã được luộc chín sẵn. Phía ngăn dưới của cái tủ có để rổ hành, gừng đã xắt sẵn và có thêm hai chồng tô, một ít muỗng đũa đã sạch sẽ. Cứ thế khi khách vào gọi là chàng trai trẻ thoăn thoắt một tí là xong tô cháo lòng nóng hổi. Trên chiếc xe cháo lòng còn có treo một ít quẩy trong cái túi ni lông để khách ăn kèm với cháo lòng theo đúng cách thương hiệu món ăn bình dân này. Còn nếu khách muốn mua hộp mang về thì giá cao hơn một tí là 20.000 đồng mỗi hộp và có thêm nhiều thịt hơn bình thường. Thank you.
nhiều người khá bất ngờ khi biết rằng chàng trai chủ của xe cháo lòng 507 đó là anh Tuấn Anh. Năm nay anh 26 tuổi nhưng có đến 21 năm làm cái nghề buôn bán xe cháo lòng hè phố này. Sự thật là như thế nào? Hãy hỏi anh Tuấn Anh nhé. Anh Tuấn Anh bao nhiêu tuổi đấy ạ? Dạ năm nay em mới 26 tuổi rồi. À, anh phụ ba mẹ được bao lâu rồi anh? Dạ phụ từ lúc 5 tuổi. Từ 5 tuổi đến giờ? Dạ. Và ba mẹ anh nghỉ luôn rồi chứ? Không, ba mẹ em thì giờ em là bán chính. Thì ba mẹ em giờ làm, ba mẹ em chỉ phụ những cái việc là chuẩn bị ở nhà thôi. Dạ. À. Nhà mình luôn là ở quận Gò Vấp luôn chứ anh Tuấn Anh ha? Dạ đúng rồi, ở đường Nguyễn Hồng rồi. Dạ. Thì mình bán ở đâu hay là vẫn ở đây luôn anh Tuấn Anh? Dạ cái kia là em bán ở bên kia đường. Bên kia được, cũng gần đây. Dạ cũng gần đây, xung quanh đó phạm vi khoảng 1 km đổ lại thôi. Dạ, thì dạ. Nhà mình cũng ở gần đây luôn. Dạ đúng rồi. Tại vì mình không đâu có chỗ ngồi để ra rộng đâu, mưa gió xuống không có chỗ để ngồi. Thường thường là buổi sáng thì ở nhà là ai nêm nếm nấu cái nồi này à? Dạ em ạ. Anh Tuấn Anh luôn? Dạ. Là giờ hoàn toàn là thay bố mẹ luôn rồi á. Dạ. Mình chuẩn bị mình nấu cái nồi thì lâu không anh Tuấn Anh à? Dạ là tính từ 4 giờ sáng giờ đi chợ, tầm làm từ 4 giờ sáng mà làm lắc nhắc thì làm cho tới khoảng 12 giờ mấy. 12 giờ mấy là sẽ nấu xong xuôi. Dạ. Cái công đoạn nào còn làm mà để làm cái món cháo lòng là khó nhất anh? Dạ là làm đồ ăn. Làm cái nguyên liệu nào là khó nhất đối với anh ạ? Là phèo. Là lòng á? Dạ đúng rồi, là lòng á. Vì phải rửa sạch với lại làm cho thật kỹ đúng không anh? Dạ đúng rồi. Làm vậy thì... là mình làm thủ công thì làm cho sạch sẽ là mất từ 3 tới 4 tiếng. 3 tới 4 tiếng mới làm được sạch sẽ cái đống lòng cho một bữa bán. Dạ đúng rồi, một bữa bán. Mình đông nhất là khoảng mấy giờ là đông nhất anh? Dạ, là nhất từ 3 rưỡi tới 5 giờ. 3 rưỡi tới 5 giờ là đông nhất. Dạ. Chính vì sự chăm chỉ, cần mẫn để phục vụ cho khách tô cháo lòng nóng ngon nhất có thể, nên anh Tuấn Anh rất được nhiều người quý mến, ghé ủng hộ. Một số người vui vẻ có những cảm nhận về món cháo lòng của anh Tuấn Anh.
hay ghé đây ăn không anh? Dạ, thường xuyên anh. Anh ghé đây biết tới quán này khoảng bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 2 năm rồi. 2 năm rồi anh. Anh thấy giá 17 ngàn ở đây có vẻ không anh? Thấy phù hợp với giới của tôi. Cái chất lượng là anh thấy thế nào? Cũng ăn được anh. Ok, ngon bụng. Dạ. Cô thấy chất lượng món cháo lòng này thế nào ạ? Sạch sẽ, ăn được. Dạ. Giá thì thế nào cô? Giá bình dân mà. Dạ. Anh có hay ghé quán cháo lòng này không anh ha? Có, em làm đây. Làm đây. Nếu mà tiền mà đói bụng thì chạy ra đây ăn luôn. Thì anh thấy chất lượng thế nào ạ? Ngon, giá cả bình dân. Dạ. Thấy anh thấy ở đây cái quán này so với lại mấy quán cháo lòng khác thế nào? Anh thấy có sạch sẽ không anh? Yeah. Dù nắng hay mưa, anh Tuấn Anh vẫn đẩy xe cháo lòng mang thương hiệu 507 ra một góc đường để bán mưu sinh. 26 tuổi, đã có 21 năm trong nghề bán cháo lòng. Anh Tuấn Anh đang kiếm sống một cách chân chính và cần mẫn nhất. Nếu có dịp đi ngang qua, bạn hãy ghé đến ủng hộ chàng trai hiền lành chăm chỉ này nhé.